đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Lý Hải từng muốn bỏ sự nghiệp Minh Hà, tôi phải là người tạo ra động lực cho anh. Nam ca sĩ Lý Hải lần đầu chia sẻ về quyết định từng muốn bỏ sự nghiệp khi đang ở thời kỳ đỉnh cao. Lý Hải là một trong những ca sĩ rất thành công ở thị trường âm nhạc miền Nam đầu những năm 2000, nhờ loạt album Trọn đời bên em, bước ra từ chuyên ngành diễn xuất của trường nghệ thuật sân khấu 2 thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại bén duyên với con đường âm nhạc khi sân khấu kịch đang xuống dốc. Lý Hải đã khẳng định và được khán giả công nhận tài năng của mình. Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp ca hát, Lý Hải đột nhiên dừng lại để rẽ sang một hướng đi mới lĩnh vực điện ảnh. Cô chia sẻ về quyết định này của mình, nam ca sĩ Chinix cho biết Lý Hải không có thể làm một lúc nhiều việc, mà việc nào cũng tương đối rất nặng, đặc biệt lĩnh vực điện ảnh còn khá mới với Lý Hải. Đặc biệt hơn, năm 2015 đổ đi, lúc đó Lý Hải đã có mấy bé rồi, sau bao nhiêu năm lăn lộn khắp nơi Nam Bắc. Nước ngoài, Lý Hải nghĩ mình nên nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Đạt được nhiều danh tiếng trong sự nghiệp là thế, nhưng hiếm ai biết được Lý Hải đã từng trải qua thời kỳ khó khăn đến mức doanh thu không có, không có tiền nuôi nấng bản thân gia đình, kêu về quê kiếm gì sinh sống chứ đừng đi hát hò kiểu đó. Thậm chí có nhiều người còn nghi ngờ khi biết Lý Hải dấn thân vào con đường ca hát. Bật mí về thành công của mình, Lý Hải tiết lộ tư duy khá đặc biệt so với các nghệ sĩ cùng thời. Ngoài có chức nghệ sĩ trong máu, một người nghệ sĩ nên có đầu óc hơi kinh doanh một chút. Bỏ cái tôi nghệ sĩ bớt đi thì sẽ thành công hơn. Giải thích kỹ hơn, Lý Hải cho rằng nghệ sĩ phải đặt mình vào tâm lý khán giả nghe nhạc, chứ không phải lấy cảm xúc của mình để ép khán giả nghe nhạc. Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Lý Hải đã chứng minh sự đúng đắn của câu nói này. Lúc còn nhỏ thì Lý Hải thần tượng mẹ Lý Hải, nhưng sau này lớn lên và trải qua cuộc sống mới, lập gia đình và không còn bấu víu vào mẹ nữa thì sau lưng Lý Hải có Minh Hà, bà xã của anh. Đáp lại ánh mắt tin tưởng của ông xã, Minh Hà đã có những chia sẻ rất thật về ông xã của mình. Anh Hải là người luôn muốn sáng tạo, tuy nhiên những người xung quanh rất hiếm khi ủng hộ anh Hải, nên Hà nghĩ là người duy nhất kế bên anh Hải, Hà phải là người tạo động lực cho anh. Gia đình Lý Hải Minh Hà được xem là biểu tượng hạnh phúc của showbiz Việt. Mới đây cặp đôi đã kỷ niệm 10 năm ngày cưới bằng bộ ảnh gia đình ngập tràn hạnh phúc.